Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích phục kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Mục sư Ngô Đắc Lũy do Võ Thành Nhân thực hiện. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 của cuộc phỏng vấn. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì vị khách mời là Mục sư Ngô Đắc Lũy đến từ Boston. một trong những cộng tác viên của SBTN tại Boston ngày xưa và hôm nay thì mục sư đến vùng thủ đô Hà Đình Đốn cũng có một cái chuyến đi công tác rất là đặc biệt với là những người cụ tù nhân chính trị của Cộng Tiên, của Bình Điền à, những người đó mà may mắn là chúng tôi đã được tiếp xúc sáng hôm nay và giờ này thì mục sư có trong phòng tư hình chúng tôi được một cái cơ hội rất là tốt để mà mục sư có thể chia sẻ một số vấn đề mà những tháng vừa qua mục sư vắng ở trên SBTN À, trước hết, xin được kính chào một sư lý. Dạ vâng, à, kính chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của hệ thống truyền hình SBTN. Lâu quá không có gặp lại một sư trên SBTN thì cái điều gì một sư muốn chia sẻ đầu tiên và thưa một sư quan tâm hiện nay? Dạ vâng, à, rất là nhiều các nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước, à, trong đó cũng có một số các cựu tù chính trị và đặc biệt là các linh mục ở tại Huế, ở tại Nghệ An, thì vẫn tha thiết muốn đưa cái tiếng nói ở quốc nội ra hải ngoại và cũng mong muốn được nghe những cái tiếng nói về cái tình hình dân chủ ở hải ngoại về cho đồng bào ở quốc nội. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì không có phương tiện, cho nên là cũng hẹn lần hẹn lỡ với hẹn lỡ với các vị trong nước nhiều mà vẫn chưa thực hiện được. Đó là cái điều mà rất là trăn trở thưa anh Nhân. Dạ. Yeah và khi mà chúng ta nói những người ở trong nước đang tranh đấu thì cái nhìn của mục sư như thế nào sau khi mà cái vụ mà hải dương số 8 đang đang ở cái vùng biển việt nam và hiện nay nó rút ra nó tạm thời nó rút ra rồi á thì những cái phản ứng của những người ở trong nước như thế nào dạ thưa mục sư dạ vâng thưa anh đây là một cái câu hỏi rất là lớn bởi vì phản ứng ở trong nước thì nó có nhiều cái chiều khác nhau thứ nhất là đứng về cái phương diện của những nhà lãnh đạo đó thì họ nghĩ rằng là có thể thực hiện cái công việc đối với cái sự tranh chấp đó đó bằng cái con đường ngoại giao tức là họ cứ tiếp tục là luồn cuối trước cái sự gây hấn của trung quốc thậm chí có nhiều người bảo rằng là trước đây là chủ tịch hồ chí minh cũng đã chỉ đạo cho họ rằng Trung Quốc đã trợ giúp cho Việt Nam rất là nhiều trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong cuộc xâm lược miền Nam. Chính vì vậy mà khi mà bạn cần một số các cái đảo nhỏ đó, thì chúng ta không có lý do gì mà từ chối có thể là nhường cho bạn. Thậm chí là cái bả, những cái đảo đó, đó theo đánh giá của Hồ Chí Minh là không có bất cứ một cái giá trị gì cả bởi vì toàn là cứ chim. Cho nên là các cái lãnh đạo của Việt Nam hiện nay thì cũng không coi trọng cái việc lãnh thổ lãnh hải bị phía Trung Quốc xâm lược, đó là về phía lãnh đạo nhà nước. Rồi trong đó thì cũng có một số lãnh đạo giống như là cái bà Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh á thì cũng từng phát biểu trước Quốc hội rằng là đừng vì một số cái đảo nhỏ mà làm mất cái tình hữu nghị giữa hai đảng và hai nhà nước bởi vì nếu mà không có cái sự chống lưng của đảng cộng sản trung quốc thì đảng cộng sản việt nam đã không đứng vững từ lâu rồi thì điều đó là khiến cho rất là nhiều người việt nam cảm thấy rất là đau buồn và uất ức bởi vì thực ra vua trần nhân tông ngày xưa cũng đã chia sẻ rằng nếu ai mà để mất một tất đất của tổ quốc thì cái tội đó là đáng tru di thế nhưng mà theo anh thấy đó là cái lãnh thổ của việt nam là dần dần bị xói mòn từ phía biên giới cái ải nam quang là đã nằm lọt thỏm vào cái lãnh thổ của trung quốc rồi à, thác bản dốc thì bây giờ hoàn toàn nằm trên cái khu vực của trung quốc dân trung quốc đã khai thác du lịch ở đó rồi Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đây thì Phạm Văn Đồng là thủ tướng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký một cái công hàm là công nhận cái lãnh hải 12 hải lý, tức là cái khu vực mà Hoàng Sa và Trường Sa là đã thuộc về Trung Quốc từ năm 1958. Mặc dù sau cái hiệp định Geneva mà chia đôi đất nước đó thì cả Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm dưới cái vị tuyến 17, tức là thuộc về Việt Nam Cộng hòa. Thế nhưng mà chính phủ của Việt Nam Dân Chủ Quảng Hòa vẫn nhượng bán lại cho Trung Quốc. Cho đến gần đây khi mà cái giàn khoan Hải Dương nó đến thăm dò trên cái thềm lục địa của cái Việt Nam và xâm phạm cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó thì phía nhà nước Cộng sản vẫn tiếp tục nhân nhượng, vẫn tiếp tục luồn cuối. Trong khi đó thì người dân rất là uất ức và theo anh cũng thấy đó, một số rất là ít trong hơn 8 hơn 95 triệu đồng bào Việt Nam thì chỉ có khoảng độ dưới 30 người tham gia biểu tình trước đại sứ quán của Trung Quốc để phản đối về cái việc mà Trung Quốc à, lấn chiếm à, cái bản tư chính. Thế nhưng mà anh thấy rằng công an Việt Nam mặc dù là không đàn áp một cách thô bạo như là những lần trước và cũng à, không có bất cứ một cái sự bắt bớ nào đáng kể. Tuy nhiên thì họ cũng đã à, dẹp cái à, cuộc biểu tình và đặc biệt là họ có kêu gọi một số à, những cái à, lực lượng cờ đỏ lực lượng dư luận viên và một số cán bộ à, đảng viên biểu tình nhưng mà biểu tình ở trong phòng lạnh trong khi đó nếu mà à, ra trước công luận biểu tình trước tòa đại sứ của trung quốc để phản đối cái việc gây hấn và cái việc xâm lược của họ đó thì vẫn bị ngăn chặn vẫn bị à, cấm đoán đó là cái nỗi đau và cái nỗi nhục cho những người mà còn biết thế nào là À, tinh thần dân tộc dạ nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh 2014 lúc mà giàn khoan Hải Dương 891 rồi 981 với lại bây giờ đó là Hải Dương 8 đó thì cái, cái phản ứng của người Việt Nam trong nước nó hơi có nhiều khác biệt. Dạ vâng, Đúng rồi thưa anh, khi mà cái à, dàn khoan Hải Dương 981 năm à, 2014 à, đến khoan thăm dò trong cái à, lãnh hải của Việt Nam đó, thì rất là nhiều đồng bào Việt Nam trong cả ba miền. À, đặc biệt là khi đó cả ở Huế thì các vị linh mục, một, à, một số nhà hoạt động nhân quyền cũng tham gia biểu tình rất là à, năng nổ và cái việc mà đàn áp cũng rất là khốc liệt. Có nhiều người đã bị bắt bớ, À, và những cái người mà tham gia trong cái cuộc biểu tình đó, đó thì hiện giờ vẫn còn nhiều người đang ở trong tù chính vì vậy đó mà hiện nay thì cái số rất là ít mặc dù rằng đa số người dân việt nam rất là phẫn nộ uh, trước cái uh, hành động lấn chiếm cái lãnh hải của uh, trung cộng nhưng mà họ im lặng và nhiều người khác thì bởi vì có cái quyền lợi uh, về cái sổ hưu đó cho nên họ im lặng họ thờ ơ nhưng mà phải nói rằng đa phần những người mà có học hành tôi bây giờ tôi không dám dùng cái từ trí thức đối với người dân ở trong nước nữa bởi vì theo tôi nghĩ thì bây giờ trong nước không còn trí thức nhưng mà những người có học hành có chữ nghĩa và những người cũng công tác ở trong các cái ngành khoa học và giáo dục ở trong nước đó thì cũng còn nhiều phẫn nộ phẫn nộ họ không bày tỏ một cách công khai nhưng mà có một cái điều tôi thừa nhận với anh rằng là họ cũng biết đau, họ cũng biết nhục nhưng mà biết nhục trong cái sự thầm lặng và vẫn uất trong sự câm nín và à, nhiều người cứ nghĩ đó là cái sự thờ ơ nhưng mà thực ra thì đối với những người có học hành ở trong nước thì không đến nỗi tựa ơi. Dạ xin được cảm ơn mục sư. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đánh đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong. Xin mời quý đồng hương đến tham dự chương trình hội đàm để hiểu rõ thêm về hiện tình đất nước và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh từ những nhà dân chủ lưu vong. Chương trình hội đàm sẽ được tổ chức tại Hội trường Chùa Liên Hoa 6709 Sugarland Howard's Road, Houston, Texas 77083, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều xin liên lạc ban tổ chức bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương 281 650 0658, giáo sư Nguyễn Chính Kết 832 484 2780.